Sáng 23 tháng 12 năm 2021 theo giờ Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại của mình tại Mỹ. Trên trang cá nhân, chân dài sinh năm 2001 đăng tải bài viết cho biết cô đã đi xét nghiệm PCR và không may có kết quả dương tính với COVID-19. Đương kim Hoa hậu Việt Nam chia sẻ, đáng lẽ ra bây giờ Hà đang trên chuyến bay về Việt Nam vì gặp lại bạn bè và gia đình sau một khoảng thời gian dài, nhưng có những chuyện dù mình không muốn nhưng nó đã xảy ra. Hà đi test PCR và nhận được kết quả dương tính với COVID-19, nên mình phải ở lại Mỹ cho đến khi khỏi mới có thể về Việt Nam. Dù nhận được tin dữ, nhưng Đỗ Thị Hà cũng cho biết sức khỏe của cô vẫn ổn và luôn cố gắng không để tinh thần bị sa sút. Nàng hậu bộc bạch, sức khỏe của mình vẫn ổn và mình đang rất lạc quan để điều trị, mong sớm khỏe để về nước và tiếp tục công việc. Bài viết của Đỗ Thị Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lương Thùy Linh và người hâm mộ đã để lại bình luận động viên, mong cô sớm khỏi bệnh. Đáp lại tình cảm của mọi người, Đỗ Thị Hà cũng dành lời cảm ơn đến khán giả, bạn bè, gia đình và ekip đã luôn bên cạnh cô trong khoảng thời gian này. Trước đó, khi chung kết Miss World 2021 bị hoãn, Đỗ Thị Hà có kết quả xét nghiệm âm tính, dù cô có tiếp xúc gần với rất nhiều F0 ở cuộc thi. Sau đó, người đẹp quê Thanh Hóa rời Puerto Rico sang Mỹ, lưu trú tại nhà người quen và dự định sẽ về Việt Nam vào tháng 1 năm 2021. Chung kết Miss World 2021 được dự kiến sẽ trở lại vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. Nhiều fan mong đợi Đỗ Thị Hà sớm hồi phục để tiếp tục đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này.